xưa vẫn giấu mình trong vạt nắng. Chờ em về đôi non ta hát cho muôn hoa đua nở khoe sắc nỉ vàng. Về nhà mình em ơi, quê ta quê ta quê ta quê ta ngàn xanh hương gió sai gấp nơi gấp nơi gấp nơi gấp nơi nơi người đến với người. Đúng cánh máy bay sai gấp nơi gấp nơi gấp nơi gấp nơi nơi có tình yêu với muôn loài. Đúng cánh máy bay sai gấp nơi gấp nơi gấp nơi gấp nơi nơi người đến. Xa gấp nơi gấp nơi gấp nơi gấp nơi nơi có tình yêu với muôn loài. Tôi chọn một bài hát về tình yêu để mở đầu chương trình ngày hôm nay như một lời chào với âm nhạc. Có thể xem như đó là người tình đầu tiên mang đến cho tôi cảm xúc, niềm hứng khởi với cuộc đời. Câu chuyện rất là lý thú bởi vì là
Thực chất là tôi muốn trở thành ca sĩ từ lúc 7 tuổi cơ. Bố tôi là người đầu tiên mà phát hiện ra là tôi có một cái khả năng ca hát. Cái khả năng này nó rất là đặc biệt. Đó là khi mà tôi nghe một cái bài hát ở trong băng đĩa là tôi có thể bắt chước theo y hệt như vậy. Bố tôi mới bắt đầu hướng cho tôi là có giọng hát như thế này và có cái khả năng về thẩm âm như thế này thì tại sao mà không đi theo một cái con đường chuyên nghiệp. Người đầu tiên mà hướng tôi theo cái con đường mà chơi âm nhạc dân tộc thì lại không phải bố tôi mà là ông nội của tôi. Thì bởi vì ông nội là người chơi cây đàn nhị. Ngày bé và khi mà ông nội còn sống thì tôi cũng được tiếp cận với ông nội và ông cũng hay kể chuyện cho nghe. Ông hay kể chuyện Kiều rồi ông cũng chơi đàn nhị cho nghe. Thì đấy, những cái hình ảnh đó và những cái kỷ niệm đó là những kỷ niệm mà tôi nghĩ là đặt dấu ấn đầu tiên cho con đường sự nghiệp âm nhạc của tôi. Trong một cái lần đi điền dã ở Hà Giang, vùng núi non và những cái vùng mà nhiều cây cối xanh đẹp đấy, nó cho tôi rất nhiều cái cảm hứng, đặc biệt là cảm hứng về sáng tạo. Hơn nữa đó là một cái sự trân quý vô cùng tuyệt vời của những cái người dân tộc thiểu số mà sống ở những cái vùng núi đó. Ngoài âm nhạc về của họ ra thì ngoài thiên nhiên ra thì tôi còn thu gom một cái điều quan trọng nữa, đó là cái nhân sinh quan, cái góc nhìn về cuộc sống của con người dân tộc thiểu số ở các vùng miền núi đó. Thì đấy là cái đối với tôi bây giờ là quan trọng nhất. Vì âm nhạc thì tôi đã thu gom rất là nhiều rồi sau những chuyến đi. Và ngôn ngữ nữa, ngôn ngữ cũng là một thứ ảnh hưởng khá nhiều đến những cái âm nhạc của tôi đang làm. Thì cái góc nhìn về con người, về thế giới quan, về nhân sinh quan của người dân tộc thiểu số đó với ngôn ngữ của họ cộng với lại môi trường sống và âm nhạc của họ, nó tạo thành một cái nguồn cảm hứng vô cùng lớn. Trên đường tìm đến những nẻo đường cao nguyên Hà Giang, tôi tìm niềm vui, tôi tìm âm nhạc, tôi tìm tôi của ngày thơ bé, tôi tìm tôi trong những ước mơ thuở thiếu thời. Hay chăng tiếng chim họa mi ấy đã dắt lối, dẫn đường cho tôi?
trong một cái lần đi điền dã ở Hà Giang, mỗi lần về tới nhà và ngồi uống trà sân thì hai con chim hót líu lo và hót theo ngôn ngữ riêng của con chim. Như là một cái lời chào mừng hay là nó có một cái sự kết nối gì đặc biệt đối với tôi, thì tôi cảm thấy rất hạnh phúc khi mà nghe đến cái tiếng chim đó. Thì tôi muốn là bù lại mình sẽ trả ơn cái việc mà hai con chim đã cho mình cái cảm giác hạnh phúc đấy, là tôi sẽ sáng tác một cái bài tên là Chim Họa Mi. Thì cái bài này là một cái bài mà vô cùng là thú vị ở chỗ là tôi sáng tác cho đàn nhị. Đàn nhị có 2 giây, thì tôi muốn biểu hiện là mỗi giây như là một cái con chim họa mi đang hót với nhau và đang gửi những cái lời ái tình với nhau. Đêm trôi thì lại ở một cái vị trí địa lý khác, sau một lần đi Tây Nguyên. Thì khi mà mình trải nghiệm được cái không gian đó thì mình mong muốn là cái đêm đó nó sẽ mãi mãi như vậy và muốn giữ lại cái cảm giác đấy. Nhưng mà thực ra là không giữ được. Âm nhạc mang đến cho người nghệ sĩ niềm hoan lạc bất tận mà không phải ai cũng có diễm phúc được biết đến. Trên con đường nghệ thuật ấy, tôi có những người bạn đồng hành để giúp mình thăng hoa trong âm nhạc. Thank you.
rằng đêm trôi đến đôi khi một lần, đêm trôi đến rồi lại đi. Như đờ đom đóm đêm đêm lập lòe, vương thương nhớ rồi lại thôi. Biết rằng đêm trôi đến đôi khi một lần, đêm trôi đến rồi lại đi. Như đờ đom đóm đêm đêm lập lòe, vương thương nhớ rồi lại thôi. Bài Đêm Trôi thì tôi sáng tác dành riêng cho Trương Dây, bởi vì Trương Dây là một nhạc cụ rất là hay. Có 13 giây và trên 13 giây đấy thì được gắn những thanh sắt và thanh chì nhỏ để tạo ra những cái hàng âm bồi khác nhau, giống như là những cái tiếng cồng chiêng. Ngoài cái việc là vỗ lên dây để chơi, chơi những cái nốt mà mang tính hòa âm, thì tôi khai thác rất là chi tiết về những cái hệ thống âm bồi để tạo ra những cái không gian mà đặc biệt của Tây Nguyên. Bởi vì là không phải là tai người nghe nào cũng nghe được một nốt mà chồng lên những cái hàng âm bồi như vậy. Thì tôi tìm cách là sáng tác những cái bài mà nó có những cái bước tiếp cận từng bước về mặt hòa âm, về mặt giai điệu, về mặt nhịp điệu đối với người nghe. Nhưng mà phần lớn vẫn là sử dụng chất liệu âm nhạc Tây Nguyên cho cái đàn chiêng dây đấy. Và đến bây giờ tôi nghĩ là cái đàn chiêng dây đã có đời sống riêng của nó. Tôi cũng đi khắp năm châu bốn bể, rồi đi rất nhiều nước trên thế giới. Ở Việt Nam cũng vậy, đi lên rừng xuống biển để tìm nhạc cụ, rồi đi kết nối với lại các nhóm dân tộc thiểu số khác nhau. Cái việc mà chùn chân thì đã xảy ra, nhưng mà tôi chỉ ngồi nghỉ một lúc thôi. Sau đó thì tôi lại tiếp tục cái con đường của mình. Vì đối với tôi thì nó là sự nghiệp và nó cũng là nghiệp nữa. Âm nhạc cho tôi một sức sống mãnh liệt. Có đôi khi trong những giấc mơ, tôi thấy mình bay giữa những ruộng lúa bậc thang, hít tràn lồng ngực mùi lúa chín trổ đồng vàng rượm. Có đôi khi tôi lại thấy mình trôi giữa những dòng sông bình lặng trở đầy phù sa. Và có đôi khi trong những giấc mơ đó, tôi thấy mình tan vào hư không cùng với âm nhạc. Thank you.
Hỏi Thú Cửu Long là một bài mà cách đây gần 3 năm thì tôi đã cũng đi đồng bằng sông Cửu Long, mà đi rất là ngắn thôi. Thì sau cái lần đi ngắn đấy thì tôi đã có được một tác phẩm tên là Hoài Thu Cửu Long, và đi vào mùa thu. Nên là cái cảm giác lúc đấy nó cũng cũng buồn và cũng nhớ nhung, bởi vì nó quá ngắn. Những cái cảnh khoảnh khắc mà mình lưu lại trong trong trí óc thì nó cũng khá là ngắn. Nên là tôi về tôi đi thu gom lại, viết ra giấy. Và cuối cùng thì có một cái sản phẩm tên là Hoài Thu Kiều Long. Những cái khoảnh khắc mà đối với tôi thì thậm chí nhiều lúc cũng có những khoảnh khắc buồn, tôi cũng muốn lưu giữ lại. Thì lưu giữ bằng cái cách là mình viết, mình tạo ra cái tác phẩm âm nhạc. Thì tôi nghĩ đấy là một cách mà sáng tạo tuyệt vời nhất. Một em nhớ đôi bạn chung tình, hai em nhớ yêu điệu, ba em nhớ tiếng nói, bốn em nhớ đến đôi người đồng tâm. À hồi à hư hồi hư là hư hồi hư. Năm mà nhớ người buông nụ cười, nên tôi nhớ à ơi à tính tình. Sao em nhớ em gửi lời thăm người, bảy tôi nhớ tới người chi kỳ, tám em nhớ phong thư gửi nhàn, chín tôi nhớ đến đôi người chi âm. À hồi à hư hồi hư là hư hồi hư. Mười sinh à chung tình, nên em nhớ à ơi à tính tình. Bạn chung tình, hai em nhớ yêu điệu, ba em nhớ tiếng nói, bốn em nhớ đến đôi người đồng tâm. À hư hồi hư là hư hồi hư. Năm mà nhớ người buông nụ cười, nên tôi nhớ à ơi à. Sao em nhớ em gửi lời thăm người, bảy tôi nhớ tới người chi kỳ, tám em nhớ phong thư gửi nhàn, chín tôi nhớ đến đôi người chi âm. À hồi à hư hồi hư là hư hồi hư. Mười sinh à chung tình, nên em nhớ à ơi à tính tình. Tôi chơi được một số loại đàn thành thạo như là đàn nhị, miền Nam gọi là đàn cò, đàn thứ hai là đàn môi, đàn thứ ba là đàn bầu, đàn thứ tư là đàn chiêng dây, đàn thứ năm là đàn tính. Tôi luôn coi giọng hát như là một nhạc cụ. Trong thời gian dài như vậy, từ lúc 7 tuổi cho đến bây giờ thì tôi cũng hát rất là nhiều, và tôi cũng có đi rất nhiều nơi và cũng tiếp cận được với nhiều cái thể loại technique, những cái kỹ thuật hát thanh nhạc khác nhau. Và nhiều lúc là phân tích những cái giọng hát và những cái lối hát qua băng đĩa thì áp dụng vào cái giọng hát của mình để tạo ra một cái kỹ thuật hát mới. Thì đấy là tôi sử dụng cái giọng hát, luôn luôn coi giọng hát như là một nhạc cụ. Lý do là như vậy. 5 năm gần đây thì tôi làm việc rất nhiều với lại nghệ sĩ quốc tế. Thì trong đó có một người rất là đặc biệt, đó là nghệ sĩ kia chơi guitar nhạc jazz Nguyên Lê. Chúng tôi đã cùng nhau sáng tác ra, tạo ra một cái sản phẩm album
một cái CD nhạc tên là Hà Nội Duo. Sau đó thì tôi cũng kết hợp với nghệ sĩ Việt Nam, cũng người Việt nhưng mà sống ở nước ngoài. Ví dụ như là nghệ sĩ Trung Bảo là chơi beatbox. Rồi một số nghệ sĩ sống ở Pháp nữa. Rất là nhiều, ví dụ chơi đàn dân tộc của nước ngoài chẳng hạn. Ví dụ đàn Koto này, trống tabla này, rồi đàn Ngoni này, rồi đàn Santur này. Đấy, những cái nhạc cụ của Iran, của châu Phi, Senegal, rồi có khác nơi. Người ta nói rằng muốn đi nhanh thì đi một mình. Tôi vốn dĩ từ bé là một người chậm rãi. Càng lớn tôi chọn lối sống bình thản. Ngay cả trong sự nghiệp nghệ thuật cũng vậy. Trên con đường âm nhạc ấy, tôi thong dong đi dạo để có thể tận hưởng trọn vẹn, lắng nghe từng thanh âm mà núi rừng, thiên nhiên đọng lại. Tôi không chọn đi nhanh mà tôi chọn đi xa. Và trên hành trình dài rộng thanh thang của âm nhạc, muốn đi xa, tôi đã đi cùng với những người bạn.
Tôi luôn tự hào và tôi luôn tự tin nói một điều là những người mà đi xem âm nhạc và những cái show diễn của tôi, mặc dù là chơi solo hay là kết hợp với người này người kia, thì mọi người đều rất là hứng khởi. Hứng khởi ở chỗ là đầu tiên đó là cái sự tò mò tìm hiểu về văn hóa âm nhạc dân tộc Việt Nam. Thứ hai nữa là họ tìm hiểu về cái cá tính âm nhạc của tôi. Thì có những cái yếu tố đấy nó hợp vào nhau, nó tạo thành một cái con người nghệ sĩ như tôi. Thì tôi nghĩ là đến thời điểm này là thành công và mọi người vẫn rất là đang mong chờ những cái sản phẩm mới. Cái khó khăn ở đây là đầu tiên là mình có dám làm hay không và ai sẽ là người đón nhận và nghe cái đấy. Rất khó. Cuối cùng thì rất là may mà khi mà tôi sang được nước ngoài rồi và tôi đã học và tiếp cận được những cái tư duy mới về sáng tác cũng như là tư duy mới về biểu hiện âm nhạc, biểu hiện văn hóa âm nhạc. Và tư duy mới về sự kết nối văn hóa âm nhạc nữa. Thì cái đó chính là những cái mà nó đã tạo cho tôi những cái nền tảng vững chắc để tôi có thể sáng tác cũng như là kết hợp với tất cả những cái nghệ sĩ quốc tế. Tôi có tự tin hơn để làm những cái tác phẩm âm nhạc của mình mà nó mang tính đại chúng hơn. Đại chúng hơn ở những cái điểm thế nào? Tôi có thể đi sâu vào âm nhạc một chút. Đó là về nhịp điệu chẳng hạn, về hòa âm chẳng hạn, rồi về vượt qua biên giới về giai điệu, về các tác phẩm. Ví dụ như là mình có thể dùng những cái nhạc cụ dân tộc để hòa điệu trên những cái nhịp điệu khó trúc chắc của Ấn Độ, hoặc là chơi những cái nét hoa mỹ của Nhật Bản, ví dụ thế. Bất kỳ ai mà chơi nhạc dân tộc mà người trẻ mà muốn đi xa hơn nữa thì tôi đều có những cái mong muốn và những cái suy nghĩ muốn chia sẻ. Đó là thứ nhất là các bạn hãy tìm hiểu một cách chính xác và đích thực và tận tâm về âm nhạc truyền thống Việt Nam trước khi làm mọi thứ, và tôn trọng nó bằng cách là tìm hiểu sâu nó, biết nó là cái gì, vùng miền ra sao, văn hóa âm nhạc khác nhau như thế nào. Hiểu được nó rồi thì khi đó học thêm văn hóa của nước ngoài nữa, âm nhạc của nước ngoài nữa. Khi mà hiểu được của Việt Nam và hiểu được của nước ngoài thì lúc đó mix vào nhau và kết hợp vào nhau làm những cái chiều hướng khác nhau về âm nhạc nó rất là dễ. Thì đó là tôi, những cái lời khuyên mà tôi mong muốn là gửi tới những cái người mà thực sự quan tâm đến âm nhạc truyền thống Việt Nam. Và hãy yêu âm nhạc truyền thống Việt Nam hơn bao giờ hết. Đấy là điều vô cùng quan trọng để khởi đầu cho một cái gì đó trên con đường âm nhạc dân tộc. Và như một anh chàng du mục, tôi tìm đến những vùng đất mới theo tiếng gọi của thanh âm truyền thống để được thấy mình lớn hơn, trưởng thành hơn cùng những ước vọng như trời non xanh biếc chờ ngày lâm chồi lại lá. Đó là cách để tôi giới thiệu âm nhạc dân tộc Việt Nam ra thế giới.